Xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today. Và thưa quý vị, chương trình chào buổi tối thứ ba ngày 17 tháng 3 xin được bắt đầu. Nhưng mà trước khi đi vào chương trình, Hương Giang cũng muốn thông báo với quý vị, bây giờ hiện tại quanh vùng vịnh San Francisco của chúng tôi có tất cả là khoảng 8 quận hạt thì đã ban bố cái tình trạng hạn chế đi lại, shelter in place. Chính vì vậy mà tòa soạn Kali Today cũng trong cái tình hình tương tự, tức là nhân viên làm việc ở nhà. Vì vậy trong những ngày tới thì chương trình chào buổi tối của Hương Giang sẽ được gửi đến quý vị. Thưa quý vị sẽ không có nhìn thấy mặt Hương Giang, nhưng mà tin tức thì Hương Giang vẫn gửi đều đặn đến quý vị. Và tình hình virus corona thì vẫn rất là căng thẳng, và thực sự những cái ca nhiễm virus trong những ngày vừa qua tăng một cách, thưa quý vị, chóng mặt. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì đã tăng với con số là hơn 1.800 thì đúng hơn. Nhưng mà trước khi đi vào tình hình cụ thể về virus corona thì Hương Giang cũng muốn thông báo với quý vị. Và lúc này đây thì phòng bỏ phiếu vòng sơ bộ của đảng Dân Chủ tại hai tiểu bang Illinois và Florida đã đóng cửa, và chúng ta đã có kết quả, đó là cựu phó tổng thống ông Joe Biden đã thắng, và thắng một cách rất là lớn đối với ông Bernie Sanders, đặc biệt là ở tiểu bang Florida. Hiện nay thì phòng phiếu ở tiểu bang Arizona thì vừa mới, khi mà Hương Giang làm cái bản tin này thì vừa mới đóng cửa chỉ một vài phút. Chính vì vậy mà chúng ta chưa có kết quả cuối cùng. Nhưng mà với chiến thắng của ông Joe Biden, nếu mà Hương Giang nhớ không nhầm, thì ông đã thắng được ở 17 tiểu bang trong những cái lần bỏ phiếu vòng sơ bộ. Và chúng ta có vòng Super Tuesday lần thứ nhất, Super Tuesday lần thứ hai, và chúng ta có ngày hôm nay là Super Tuesday lần thứ ba, vòng thứ ba. Thì vòng thứ ba này thì lẽ ra là có 4 tiểu bang, nhưng mà quý vị biết là Ohio thì vào ngày hôm qua đã hủy, tức là không, thực ra không hủy mà họ dời cái vòng sơ bộ bỏ phiếu lại cho đến sau này. Và Ohio trở thành một trong những tiểu bang mà có cái hành động tương tự, tức là tiểu bang Louisiana là tiểu bang đầu tiên đã dời cái vòng sơ bộ bỏ phiếu sơ bộ vào đầu tháng 4 sang đến tận tháng 6. Và sau đó thì có một số tiểu bang khác cũng theo, đó là chẳng hạn như tiểu bang Kentucky hay là tiểu bang Maryland. Ban đầu khi mà thống đốc của tiểu bang Ohio đề nghị là dời cái cuộc bỏ phiếu này, đình hoãn cái cuộc bỏ phiếu này vào lúc này trước tình hình virus corona đang rất là căng thẳng, thì sự việc đã được đưa lên tòa và tòa đã bác cái yêu cầu này. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị, một viên chức hàng đầu của y tế tiểu bang Ohio đã ban hành cái lệnh khẩn cấp, và chính vì vậy mà Ohio được phép dời cái vòng bỏ phiếu cho đến sau này. Vì vậy hôm nay chúng ta chỉ có 3 tiểu bang, và như vậy với chiến thắng của Florida và Illinois thì cái khoảng cách giữa ông Joe Biden và ông Bernie Sanders càng ngày càng cao. Và bây giờ vào lúc này đây, theo cái con số mà Hương Giang có được đó quý vị, thì cái khoảng cách nó đang rất là lớn. Ông Joe Biden có trong tay là 1.121 cử tri đoàn, so với cái số cử tri đoàn của ông Bernie Sanders có được vào lúc này đó là 839, tức là khoảng cách nó rất là xa, khoảng cách gần như là gấp đôi rồi. Và thưa quý vị, Hương Giang xin lỗi, khoảng cách trong những ngày qua thì nó, trong những cái ngày gần đây thì nó gần như gấp đôi. Và bây giờ cái con số cuối cùng để một ứng cử viên có thể được đảng của mình đề cử đó là 1.991. Như vậy ông Joe Biden đang càng ngày càng tiến gần. Mà chúng ta biết là trong những thời gian vừa qua, từ tuần trước cho đến giờ thì không có bất cứ một cái sự kiện vận động tranh cử nào diễn ra. Và chính vì vậy ngay sau khi có kết quả từ Illinois, tiểu bang Illinois là tiểu bang mà có cái số cử tri đoàn lớn nhất trong cái Florida là lớn nhất trong cái tối ngày hôm nay, sau đó đến Illinois. Và ngay sau khi có kết quả tại hai tiểu bang này thì ông Joe Biden đã có một bài phát biểu và được livestream, thưa quý vị, bởi vì chúng ta không có bất cứ sự kiện nào cho nên được livestream. Mà quý vị biết vào ngày hôm nay thì ba tiểu bang này người dân vẫn không có quản ngại, vẫn ra sắp hàng và thưa quý vị để bỏ phiếu. Mà quý vị biết là hình ảnh cho thấy là người dân sắp hàng
thì cái hàng vẫn giữ một mỗi một người giữ một cái khoảng cách khá xa để tránh cái việc lây lan virus corona. Và quý vị có biết cái bản tin mà được bàn tán sôi nổi nhất vào ngày hôm nay mà nhiều người đã nhắn tin cho Hương Giang hỏi, đó là cái vấn đề là người dân Mỹ, mỗi một người dân Mỹ, người trưởng thành có khai thuế đàng hoàng, có đi làm có khai thuế thì có liệu có được nhận 1.000 đô trợ cấp từ chính phủ, đây là trợ cấp khẩn cấp từ chính phủ để nhằm ứng phó với cái tình trạng mà virus corona nó đang ảnh hưởng đến mọi mặt của tất cả mọi người dân Mỹ. Thưa quý vị, cái bản tin này là bản tin sốt dẻo, bởi vì chúng ta nhớ là vào năm 2001 hay là vào cái thời kỳ đại suy thoái vào năm 2008 thì chính phủ cũng làm tương tự, tức là chính phủ gửi cho mỗi một người dân, những người trưởng thành và có khai thuế thì mỗi người một người dân nhận được cái check 600 hoặc là trước đó là 300 đô, hoặc là vào năm 2008 quý vị nào có con nhỏ thì cái check của quý vị nó còn cao hơn nữa. Thì trước cái tình hình virus corona như vậy thì vào ngày hôm qua, vào ngày thứ hai thì thượng nghị sĩ Cộng hòa ở Utah, đó là ông Mitt Romney, đã đưa ra cái ý kiến này, ý kiến là cho mỗi một người dân Mỹ một cái số tiền mặt tức thì ngay lập tức để người dân có thể trang trải được cái phần nào trong cái tình trạng là thu nhập bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi virus corona. Và sang ngày thứ ba thì thưa quý vị, cái ý tưởng này của ông Mitt Romney đã nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiều, kể cả Cộng hòa Dân chủ và thậm chí kể cả từ Tổng thống Donald Trump. Và nhiều người họ nghĩ rằng, ở bên ngoài đã nghĩ rằng là chuyện này đã có thật rồi, đã bắt đầu rồi. Thưa quý vị, thực ra đây chỉ là đề nghị thôi. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Steven Mnuchin trong cái buổi họp báo ngày hôm nay cũng đã thông báo về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cái thủ tục mà chính phủ cùng với quốc hội cũng phải cần ngồi xuống và cùng hoàn tất những cái thủ tục đó thì cái số tiền mới tới được tay người dân. Và nó mất cái thời gian này thì nó mất có khoảng là vài tuần thưa quý vị, chứ không phải là ngay lập tức trong 1 hoặc 2 tuần tới là quý vị có thể nhận được cái check này rồi. Thưa quý vị, hiện tại thì thông tin nó chưa có rõ, chưa có cụ thể, cho nên quý vị nào có hỏi Hương Giang thì hiện tại Hương Giang vẫn chưa có thể trả lời cụ thể cho quý vị được. Chẳng hạn như là người có thẻ xanh có thể nhận được cái số tiền trợ cấp này không? Thưa quý vị, Hương Giang không có trả lời được vào chương trình ngày hôm nay hoặc là trong một vài ngày tới, bởi vì chúng ta chờ theo có thêm cái thông tin cụ thể đã. Thứ hai nữa là có những cái câu hỏi như là bây giờ những người cao niên họ không có đi làm nữa thì họ có nhận được cái tiền trợ cấp này không? Hương Giang vẫn chưa trả lời được, nhưng mà theo cái câu hỏi này thì theo Hương Giang đoán được là nếu mà khai thuế, tại vì ông Mnuchin nói rất là rõ, nếu như một cá nhân trưởng thành có khai thuế thì có nhận được cái trợ cấp này. Nhưng mà thực tình mà nói thưa quý vị, Hương Giang coi như là Hương Giang nợ quý vị những cái câu hỏi này, vào lúc này thì chúng tôi chưa có trả lời được. Nhưng mà đây, Hương Giang nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên chính phủ trợ cấp tiền mặt cho người dân như vậy. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay, ông Mnuchin cũng đưa ra một cái thông báo mà có thể làm lo ngại cho phía Cộng hòa. Đó là với cái tình hình dịch bệnh virus corona như vậy thì quý vị biết là nó ảnh hưởng đến cái tình hình kinh tế, mà chúng ta đã biết là trong những ngày vừa qua là thị trường chứng khoán của Mỹ rớt rất thê thảm tồi tệ nhất trong hàng vài thập niên qua, tức là thị trường chứng khoán điên đảo. Cho dù vào hôm Chủ nhật thì Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang, họ giảm cái tiền lời, giảm lãi suất xuống là không đến chấm từ 0% đến 0.25%, nhưng mà vẫn không có đủ mạnh, vẫn không có đủ để cứu vãn tình hình. Và ông Mnuchin đưa ra cái cảnh báo là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ có thể tăng lên đến 25%. Và thưa quý vị, cái tin này, cái cảnh báo của ông Mnuchin đã làm cho rất là nhiều nhà Cộng hòa lo ngại. Và chúng ta đang đối diện với một kỳ bầu cử sắp tới, mà tổng tuyển cử vào năm nay cũng là một cái tổng tuyển cử không, thưa quý vị, nó không có giống như những lần trước khi mà lần này chúng ta đối diện với cái đại dịch như vậy. Và những cái sự kiện mà vận động tranh cử hay những grassroots thì nó không có được diễn ra.
thì chúng ta chờ xem thử như thế nào. Nhưng mà vào lúc Hương Giang làm bản tin này thì quý vị có biết là tại nước Mỹ cái con số mà người nhiễm virus nó đã tăng lên ít nhất là 6.447 trường hợp. Thưa quý vị, đây là con số ít nhất, bởi vì khi mà Hương Giang làm hoàn tất bản tin này và khi mà quý vị nghe được bản tin này thì cái con số này có thể đã thay đổi rồi và có 110 ca tử vong. Và quý vị biết là nếu như ngày hôm qua nước Mỹ chỉ có 49 tiểu bang và Washington DC thì lây lan virus mà thôi, vào ngày hôm nay thì tiểu bang cuối cùng đó là West Virginia đã có trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona. Như vậy bây giờ cái con virus này nó lây lan trên toàn nước Mỹ, toàn bộ 50 tiểu bang và Washington DC. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì chính phủ đã đưa ra một số biện pháp. Thưa quý vị, họ đang tính tới một cái số, họ đang có kế hoạch, một vài cái kế hoạch mà có thể là để giúp các tiểu bang, hỗ trợ các tiểu bang ứng phó với tình trạng virus corona. Trong đó, theo Ngũ Giác Đài cho biết, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Mark Esper cho biết là bây giờ Tòa Bạch Ốc đang tính tới là huy động vệ binh quốc gia để giúp các tiểu bang. Mà vệ binh quốc gia thì lâu nay chúng ta đã biết rồi, đó là ngay tại tiểu bang New York hay là ở cái chu vi một dặm ở thành phố New Rochelle. Thì tại đây, thống đốc tiểu bang New York đã huy động, đã triển khai vệ binh quốc gia tới đây cung cấp lương thực và giúp người dân địa phương lau chùi, vệ sinh, khử trùng trường học và những cái cơ sở mà luôn tập trung những cái đám đông. Và thưa quý vị, một số tiểu bang cũng đã triển khai vệ binh quốc gia và sắp tới thì theo lời ông Mark Esper là sẽ có rất là nhiều tiểu bang sẽ thấy sự hiện diện của vệ binh quốc gia. Bên cạnh đó thì ông Mark Esper cũng cho biết là trong những ngày qua, Ngũ Giác Đài đã chỉ thị cho Hải quân và Hải quân sắp tới sẽ triển khai hai cái tàu bệnh viện và một cái bệnh viện giả chiến, thưa quý vị, để giúp các tiểu bang ứng phó với virus corona. Và hai cái để triển khai được là hai cái tàu bệnh viện này cùng với là cái bệnh viện giả chiến đó thì tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sẽ phải ký một cái lệnh, cái này gọi là warning order, tức là mệnh lệnh cảnh báo. Thì nằm trong cái lệnh cảnh báo này thì hai chiếc tàu bệnh viện gồm là USNS Mercy, chiếc tàu này hiện nay đang neo đậu tại cảng San Diego, và chiếc tàu USNS Comfort hiện nay đang được bảo dưỡng ở Norfolk. Và thưa quý vị, cái cơ sở thứ ba, cái bệnh viện giả chiến có tên là, nó gọi tắt là EFF, thì bệnh viện giả chiến này có khả năng hồi sức và phẫu thuật khẩn cấp. Thì theo thông tin trên mạng Hải quân mà Hương Giang đọc được thì cho thấy là cái bệnh viện này được thiết kế để lắp ráp và hoạt động trong 10 ngày. Đây là một cái cơ sở y tế độc lập. Và thưa quý vị, nếu như sau khi mà ông tướng Milley, ông ký cái lệnh này thì ông sẽ chính thức hợp thức hóa cái thủ tục và dẫn đến những cái quyết định là huy động quân nhân hoặc các tổ chức y tế khác để có thể khởi động hoạt động hai chiếc tàu này. Và thưa quý vị, đối với EFS, tức là cái bệnh viện giả chiến này, thì để khởi động cái EFS này thì có thể dẫn đến việc điều tiểu đoàn xây cất cơ động hải quân có tên là CB. Quý vị nào mà theo dõi tin, mà đặc biệt là tin về quân đội, thì quý vị có thể là biết đến CB. CB là tiểu đoàn xây cất cơ động hải quân mà từng đã được điều sang triển khai tại Cambodia trước đây. Và thưa quý vị, như vậy thì cái tiểu đoàn xây cất cơ động hải quân này sẽ xây dựng bệnh viện, tức là lắp ráp bệnh viện này. Nhưng mà ông Mark Esper vào ngày hôm nay thì ông cũng cho biết một cái nhân tố mà nó có thể hạn chế tất cả những cái nhu cầu y tế cho tàu bệnh viện và bệnh viện giả chiến này. Bởi vì thưa quý vị, một khi mà khởi động cái cơ sở y tế này, cái bệnh viện giả chiến cùng với hai cái tàu bệnh viện này, thì tất cả những bác sĩ và y tá từ các cơ sở chữa trị y khoa của quân đội hoặc là từ trừ bị, mà khi họ sử dụng trừ bị có nghĩa là những người này thuộc cái cơ cấu, nhân dùng từ Việt Cộng, tức là thuộc cái cơ chế của thường dân. Vì vậy bên quân sự họ phải hết sức là cẩn trọng, bởi vì khi họ huy động những cái đơn vị này và sử dụng họ để hỗ trợ các tiểu bang thì
họ phải, thưa quý vị, cái ngân khoản phải hết sức là cẩn trọng, bởi vì họ không có muốn, theo lời ông Mark Export nói là không có muốn vay chỗ này để đắp chỗ kia. Tức là họ theo chính xác lời ông nói là những gì mà tôi không muốn là làm là lấy một người trừ bị từ một bệnh viện mà họ cần để đưa lên một chiếc tàu đâu đó, vì vậy mà họ phải hết sức là cẩn trọng. Bên cạnh đó thì quý vị có biết là vào ngày hôm nay thì cũng có thông tin là tòa Bạch Ốc đang bàn với Ngũ Giác Đài về vấn đề quân sự, triển khai lục quân, thưa quý vị, để đối phó với virus corona đang lây lan rất là nhanh chóng. Tức là trong đó có việc dựng những cái bệnh viện dã chiến tại các tiểu bang đang có các ca dương tính tăng một cách chóng mặt, mà chắc chắn trong đó là có tiểu bang Washington. Trong cái buổi họp báo vào ngày hôm nay đó, thì Phó Tổng thống Mike Pence đã cho truyền thông hay là lục quân Hoa Kỳ có thể triển khai các bệnh viện dã chiến, và những cái bệnh viện dã chiến này thì được biết dưới cái tên là đơn vị MASH, MASH, tức là Mobile Army Surgical Hospital. Đây là bệnh viện giải phẫu lục quân di động. Và cái bệnh viện này thì có thể triển khai những cái bệnh viện này hay là giúp cải tạo hoặc mở rộng những cái bệnh viện đã sẵn có. Và thưa quý vị, theo lời của ông Mike Pence thì những cái đơn vị như vậy được triển khai rất là nhanh nếu như mà thống đốc các tiểu bang có yêu cầu. Và ông Mike Pence cũng cho hay là hiện nay thì ông đang nói chuyện, tức là ông có cái bàn luận, ông có thảo luận với thống đốc Jay Inslee của tiểu bang Washington. Và cũng vào ngày hôm nay tại buổi họp báo thì ông Trump cho biết là công binh lục quân Hoa Kỳ họ đã sẵn sàng, sẵn lòng và họ đầy khả năng. Và chỉ cần mà chính phủ bật đèn xanh cho thấy việc này cần thiết thì công binh lục quân Hoa Kỳ sẽ ra tay. Và thưa quý vị, cũng theo lời ông Trump thì một vài đơn vị có thể triển khai rất là nhanh. Trong một cái bài xã luận được đăng trên tờ New York Times vào hôm Chủ nhật thì ông Andrew Cuomo là thống đốc của tiểu bang New York đã kêu gọi ông Trump sử dụng công binh lục quân để có thể xây dựng thêm nhiều cơ sở y tế. Và thưa quý vị, nhưng mà ban đầu đó, quý vị nào mà theo dõi cái buổi họp báo của Ngũ Giác Đài vào chiều ngày hôm qua đó, thì quý vị có thể thấy là có vẻ như lãnh đạo Ngũ Giác Đài họ đang giảm nhẹ cái khả năng nguồn lực của họ trong việc giúp đối phó với virus corona. Chuẩn tướng ông Friedrich, trong cái buổi họp báo ngày hôm qua, ông cho biết là những gì chúng tôi đang cố gắng rất cẩn thận là không có hứa hẹn quá đáng. Quý vị biết chúng tôi muốn thực tế về những gì đang có. Trong khi quân đội có những bệnh viện đã được dựng lên thì chúng lại được dùng để chăm sóc bệnh nhân bị chấn thương, những binh sĩ thương tích từ chiến trường. Ý của ông chuẩn tướng là họ không có, tức là bên quân đội không có bất cứ một cái bệnh viện nào mà 500 giường được thiết kế mà dành cho dịch bệnh truyền nhiễm. Đó là điều mà ông lo ngại. Ông lo ngại là nếu như đưa ra lời hứa mà không thể thực hiện được thì điều đó họ không có muốn làm. Mà trên thực tế thì quân đội có một số bệnh viện, nhưng mà những bệnh viện này thì dành cho để chữa trị các bệnh nhân binh sĩ của họ. Bây giờ thiết kế lên sử dụng cái đơn vị MASH đó thì những cái bệnh viện này nó là cơ sở nhỏ, nó không có phải là một cái cơ sở, một cái bệnh viện dã chiến mà có thể ngay lập tức cung cấp 500 giường. Thì đó là cái điều thực tế mà ông chuẩn tướng đưa ra rất là thực tế, thưa quý vị. Nhưng mà điều này thì cho thấy, chứng tỏ là tình hình mà virus corona đang diễn biến hết sức là phức tạp. Mà cái câu này thì ông Giang dùng mỗi ngày trong những cái chương trình, trong những ngày cuối tuần trước cho đến bây giờ, bởi vì chúng ta thấy cái tình hình virus, những cái ca nhiễm bệnh nó tăng nhanh quá quý vị. Và dự báo theo CDC dự báo là một khi mà những cái trường hợp được xét nghiệm tăng tốc độ xét nghiệm lên thì chúng ta sẽ chứng kiến là cái con số này nó thay đổi một cách hết sức là chóng mặt. Và ngày hôm nay thì hiện nay lúc mà Hương Giang làm bản tin này thì chính phủ Mỹ đang cùng hợp tác với chính phủ Canada, sắp tới thì họ sẽ ban hành một cái thông báo chung, trong đó là suspend, tức là hạn chế đi lại, hạn chế qua lại, du lịch qua lại giữa hai nước, tức là Mỹ với Canada.
những cái trường hợp nào mà không có cần thiết đó, không có thiết yếu thì không có được qua lại, tạm thời là như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ quý vị biết là có những bản tin mà về virus corona thì nó nhiều lắm, nó nhiều kinh khủng. Mà quý vị biết là có một cái bản tin mà Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị từ tiểu bang, nếu mà Hương Giang nhớ không nhầm đó là từ tiểu bang Kentucky. Quý vị có biết là có ba ở đây tại tiểu bang này thì có một số bệnh nhân được xác định là nhiễm virus, tức là dương tính với virus corona, nhưng mà khi mà bị cách ly á, thì đã có một bệnh nhân trốn ra ngoài. Thưa quý vị, tức là có lệnh của bác sĩ như vậy nhưng mà vẫn trốn ra ngoài, vẫn về nhà. Và cuối cùng, quý vị có biết gì không? Cảnh sát quận đã tới cho nhân viên cảnh sát có vũ trang đứng canh ở trước nhà đó quý vị. Và thực ra bây giờ ở Kentucky thì cái con số mà Hương Giang nắm, con số trước đây là có 24 người bị nhiễm virus corona. Thì cái người bệnh nhân này là người bệnh nhân 53 tuổi ở quận Nelson. Ông đã trốn ra ngoài, tức là trốn quarantine, trốn cách ly ra ngoài. Thì hôm thứ Bảy vừa rồi đó, thì cảnh sát quận Nelson đã đến cho nhân viên cảnh sát có vũ trang đến canh ở trước nhà, thưa quý vị. Và cái trường hợp này cho thấy là nếu như quý vị thấy rất là vô trách nhiệm, tại vì một khi nhà chức trách y tế khuyến cáo, một khi mà bất cứ ai, Hương Giang hay quý vị đang ở Mỹ hay bất cứ ai, bởi vì bây giờ quý vị biết là ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi bây giờ cái nguy cơ mà có thể nhiễm virus corona rất là cao. Cho nên nếu như chúng ta có một cái tình trạng bệnh chẳng hạn như giống như cảm hoặc là giống như cúm mà cúm nhẹ thì nên tốt hơn hết là nên tự cách ly ở nhà. Huống hồ gì đây là một cái trường hợp đã được xét nghiệm dương tính với virus corona mà vẫn trốn bệnh viện, trốn cách ly để về ở nhà. Quý vị biết là tuần trước thì hãng hàng không JetBlue đã có một bệnh, thưa quý vị, đã có một hành khách bay đi về Florida nhưng mà người này đã được xét nghiệm virus corona mà đang chờ kết quả, nhưng mà khi lên phi cơ thì không có thông báo cho phi hành đoàn biết. Chỉ đến khi mà xuống phi trường ở Florida thì lúc này người khách này mới nhận được cái thông báo là ông ta dương tính với virus corona, và lúc đó ông ta mới báo cho phi hành đoàn biết. Dẫn tới là bây giờ những người trên phi cơ đó, trên chuyến bay đó và phi hành đoàn cũng phải theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình. Và ngay lập tức thì hãng hàng không đã cho tẩy trùng toàn bộ chiếc phi cơ, và hành khách này bị cấm tuyệt, không có được bay lại trên cái hãng hàng không JetBlue nữa. Và trong ngày hôm qua thì quý vị biết hãng hàng trên một cái chuyến bay của hãng hàng không Delta bay từ phi trường JFK ở New York đi Seattle, nhưng mà trước khi phi cơ cất cánh thì đã có một cái hành khách được thông báo là ông ta có tiếp xúc với một người nhiễm virus corona. Mà hành khách này thì không có triệu chứng gì cả, nhưng mà hãng hàng không đã hết sức là cẩn trọng. Họ đưa người hành khách này ra ngoài, cô lập hành khách này, hỏi thẩm vấn và gửi toàn bộ cái thông tin của người hành khách này về cho CDC, và họ chờ cho cái quyết định của CDC đối với hành khách này. Thì trong thời gian đó họ cho tẩy trùng toàn bộ cái chiếc phi cơ này, và chuyến bay đã bị trì hoãn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà theo như nhân chứng cho biết là hành khách trên chuyến phi cơ đó mặc dù rất là họ không hài lòng, nhưng mà họ cũng rất là kiên nhẫn, bởi vì họ hiểu được tình hình, cẩn trọng là vấn đề trên hết. Bây giờ quý vị biết không, nhân quay trở lại California, mà California vào lúc này đây thì đã có khoảng thưa quý vị, theo như cái tin tức mới nhất mà Hương Giang có được vào chiều ngày hôm nay đó, thì California có ít nhất là 617 người được xét nghiệm dương tính với virus corona và 12 người bị tử vong. Trong đó tại quận hạt Santa Clara của chúng tôi vào ngày hôm nay có thêm một trường hợp tử vong thứ 5. Trường hợp này là một người đàn ông ở độ tuổi là trên 50, nhưng mà nhà chức trách không có công bố thông tin gì cả, cho nên chúng ta không biết là liệu người đàn ông này ở cái độ tuổi, nếu như mà theo đúng lời khuyến cáo của nhà chức trách thì không có nằm trong cái nhóm là có nguy cơ cao, liệu
bệnh nhân này có cái tiền sử bệnh tật gì hay không thì chúng ta không được biết. Nhưng mà đây là cái trường hợp tử vong thứ 5 tại quận Santa Clara. San Mateo thì ngày hôm nay có đến 69 trường hợp nhiễm virus corona. Và cái con số tử vong là vẫn giữ nguyên một, như vậy là 5-6. Chúng ta có ở quận Los Angeles 1, có ở quận Riverside 2, quận Sacramento 2 và quận Placer 1. Như vậy là cái con số người chết tại California vào ngày hôm nay, vào chiều ngày hôm nay là 12 người. Và quý vị biết trong 617 trường hợp vi dương tính với virus corona ở California thì quận hạt Santa Clara của chúng tôi vẫn được xem là cái nơi mà đang gọi là big mess, bởi vì chúng tôi có vào lúc này đây thì có đến 155 trường hợp dương tính. Và những cái con số này thì nó chưa có tính vào cái số hành khách ở trên tàu Grand Princess. San Francisco vào ngày hôm nay là có 43 trường hợp và Contra Costa thì chúng tôi có khoảng 39 trường hợp, tức là cái những cái trường hợp như vậy thì nó bắt đầu nó tiếp tục tăng. Và như Hương Nhân nói là nhà chức trách dự báo là những cái một khi mà xét nghiệm thực hiện nhanh chóng hơn thì những cái con số này nó sẽ thay đổi một cách chóng mặt hơn, nhanh hơn. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì quý vị biết chợt đúng ra là sáng sớm ngày hôm nay, đúng 0 giờ 1 phút sáng ngày hôm nay thì 6 quận hạt quanh vùng vịnh San Francisco của chúng tôi có quận San Francisco, Alameda, Santa Clara, Marin County, Contra Costa. Và thưa quý vị, thì những cái quận hạt này là những cái quận hạt vào có cái lệnh hạn chế đi lại, shelter in place, mà Hương Nhân muốn chia sẻ với quý vị, bởi vì ngoài kia người Việt của mình hay đưa ra những cái tin mà không có chính xác và đã gây hoang mang rất là nhiều. Và một khi mà quý vị không có tự trang bị cho mình những cái kiến thức thì khi mà quý vị dễ dàng rơi vào những cái thông tin, những cái tin đồn không có đúng sự thật như vậy và càng lo hơn. Thưa quý vị, đây là cái lệnh shelter in place chứ không có phải, tức là cái lệnh hạn chế đi lại chứ không có phải là một cái lệnh giới nghiêm hay là một cái lệnh bắt buộc ở trong nhà. Thưa quý vị, hạn chế đi lại có nghĩa là nếu như mà quý vị không có nhu cầu cần thiết buộc phải đi ra khỏi nhà thì quý vị nên ở trong nhà. Nhưng mà quý vị có những cái nhu cầu thiết yếu thì quý vị vẫn có thể đi lại. Và nhà chức trách vẫn, thưa quý vị, vào ngày hôm nay đó thì quý vị thấy là người ta đi hiking vẫn được, người ta đi dạo công viên vẫn được, người ta dắt chó đi dạo vẫn được. Và ở San Francisco là nơi đầu tiên ban hành cái shelter in place, mà quý vị biết vào ngày hôm nay đó, nhìn cái khu mà người ta đi bộ vẫn rất là đông đúc. Thì Hương Nha không biết là sắp tới vào ngày mai chính quyền thành phố San Francisco họ có thắt chặt lại cái vấn đề này hay không. Bởi vì shelter in place hạn chế đi lại, nhưng mà nhà chức trách cho biết nếu quý vị đi ra ngoài, ví dụ quý vị đi dạo, quý vị đi hiking, quý vị đi ra ngoài đi bộ thì phải nên giữ một cái khoảng cách là 6 feet mỗi người, cách nhau 6 feet để tránh cái sự lây lan. Thưa quý vị, những cái cơ quan của chính quyền vẫn hoạt động bình thường, chẳng hạn như City Hall, Sở Cứu Hỏa, Sở Cảnh Sát, Sở Thủy Cục, Điện, hay là Vệ sinh Công Cộng, lấy rác, tất cả những cơ quan đó vẫn hoạt động bình thường và một số công ty vẫn hoạt động. Và thưa quý vị, người dân vẫn có thể đi lại để mua nhu yếu phẩm, chẳng hạn như mua đồ ăn, mua thực phẩm. Và không có việc gì mà quý vị phải trữ thực phẩm cả, tại vì chợ vẫn mở cửa và chúng ta vẫn có thể đi chợ mua đồ ăn, mua thức uống. Nhà hàng thì không được mở cửa, trừ phi nhà hàng chỉ có phục vụ thức ăn mà đưa đi mà thôi, to go hoặc là take out hoặc là giao tận nhà, thì những cái nhà hàng đó vẫn được mở cửa. Và cái câu hỏi mà bạn bè Hương Giang đã nhắn tin cho Hương Giang ngày hôm nay đó là tình trạng ở vùng vịnh San Francisco sau khi bị giới nghiêm như thế nào. Hương Giang giải thích đây không phải là giới nghiêm, cũng không có phải là phong tỏa, chính xác không có phải phong tỏa, thưa quý vị, chỉ hạn chế đi lại mà thôi. Đi ra ngoài đường chúng ta thấy thoáng hơn, nơi Hương Giang ở thì đi thoáng hơn, cái lượng xe cộ nó giảm khoảng 1/4, không có bị kẹt xe vào sáng cái giờ giờ cao điểm khi người ta đi làm nữa, và đường phố nó vắng hơn
vắng hơn rất là nhiều và người dân hạn chế đi lại. Nhưng mà điều này không có nghĩa là Hương Giang không có thấy bóng người ở trong công viên, thưa quý vị. Ở những cái khu mà đi hiking, đi bộ thì vẫn thấy người đi ra đó. Nhưng mà đặc biệt người cao niên từ 65 tuổi trở lên thì họ có vẻ là cái nhóm người mà tuân thủ theo cái chỉ thị của ông Gavin Newsom rất là chặt chẽ. Cái số lượng người này ở độ tuổi này thì họ giảm cái lượng đi ra đường rất là nhiều. Và thưa quý vị, đi lại vẫn được. Nhà chức trách cho biết là người dân vẫn có thể đi du lịch. Nhưng mà đi du lịch ra nước ngoài thì bây giờ phải hết sức là cẩn trọng, bởi vì phải theo cái khuyến cáo của CDC là nên du lịch nước nào hoặc là không nên đến nước nào. Bởi vì CDC cũng như Bộ Ngoại giao họ có những cái khuyến cáo của họ, cho nên quý vị nào mà dự tính đi ra du lịch nước ngoài thì quý vị cũng phải trước khi đi, trước khi lên kế hoạch thì quý vị phải kiểm tra cái danh sách này của CDC hoặc là ở trên Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị, không phải là chúng tôi bị hoàn toàn cấm đi ra ngoài, chúng tôi ở trong nhà hoàn toàn. Không phải, đây là một cái lệnh giới nghiêm. Thì ở bên ngoài, quý vị cũng, thưa quý vị, đừng có share những cái tin mà không có chính xác như vậy, rằng chúng tôi đang bị cách ly, chúng tôi đang bị giới nghiêm, hay là chúng tôi đang bị phong tỏa thì chúng tôi đang bị cấm hoàn toàn không có được ra khỏi nhà. Hay là đi ra khỏi nhà mà lỡ bị cảnh sát vịn lại thì phải nói xạo là chúng tôi đi làm ở cơ sở này không có phải là cái nhu thiết yếu, cho nên là cơ sở này là nhu thiết yếu cho nên chúng tôi đi làm, chúng tôi được phép đi làm. Thưa quý vị, những thông tin đó không có đúng. Cảnh sát có quyền chặn người dân lại. Theo cái chỉ thị này thì cảnh sát có quyền chặn người dân lại để hỏi là người dân đi đâu, có cần thiết hay không. Nhưng mà quý vị có nghĩ là cảnh sát họ có đủ lực lượng để làm vấn đề này hay không? Họ chỉ chặn những cái xe nào mà vi cảnh, cái phạm vi cảnh, và họ sẽ hỏi thêm về vấn đề này. Và quý vị biết là tại Alameda, tại quận cảnh sát ở Alameda thì họ cho biết nếu như mà họ chặn người dân thì họ mang cái tính cách là nâng cao nhận thức hơn, chứ không phải là xử phạt hành chánh gì cả. Mặc dù họ hoàn toàn có quyền đó. Nếu như mà cảnh sát quận Alameda họ gặp một cái trường hợp đó nào đó mà họ thấy người dân không cần thiết phải đi ra ngoài mà người này vẫn đi ra ngoài, thì họ sẽ nâng cao nhận thức của người này. Đó là theo thông tin từ cảnh sát quận Alameda. Và thưa quý vị, mọi hoạt động, những cái hoạt động thiết yếu vẫn diễn ra. Nhưng mà cũng có rất là nhiều thành phố thì rất là vắng. Nhưng mà thưa quý vị, tình trạng này thì nó có thể là kéo dài một vài tuần tới, bởi vì những cái lệnh shelter in place này vào ngày hôm nay thì còn có một số quận hạt khác theo, chẳng hạn như là quận hạt Santa Cruz, quận hạt Monterey, hoặc là quận hạt San Bernardino, hay là Sonoma thì vào tối ngày hôm nay cũng đã ban hành cái lệnh shelter in place. Sacramento thì vào khoảng 4 giờ chiều nay thì cũng đã ban hành lệnh shelter in place. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lệnh này bây giờ đó, cái lệnh shelter in place hạn chế đi lại bây giờ nó đang ảnh hưởng khoảng hơn 8 triệu người dân ở miền Bắc California. Miền Nam California thì Hương Giang chưa có thấy, nhưng mà miền Bắc California vào ngày hôm nay thì thưa quý vị, trong cái buổi họp báo thì thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom, ông cho biết là bây giờ trường học đó, khoảng 98,8% trường học bị đóng cửa, và nó ảnh hưởng đến là hơn 6 triệu học sinh California. Và ông Gavin Newsom cũng dự báo là cái tình trạng đóng cửa trường học nó có thể kéo dài trước khi mà kéo dài cho đến tận khi mà năm học này kết thúc, tức là trước cái kỳ nghỉ mùa hè. Thì Hương Giang không có biết rõ là nếu mà như vậy thì bây giờ nhà giới chức giáo dục của tiểu bang họ có thể là họ extend ra để cho bù đắp vào cái phần mà các em học sinh nghỉ học trong thời gian mà đối phó với virus corona hay không. Nhưng mà các trường đại học và các trường đại học cũng như các trường cao đẳng cộng đồng thì các em đã chuyển sang, sinh viên đã chuyển sang học online rất là nhiều. Và thưa quý vị, mall đóng cửa
các khu thương xá mua sắm đóng cửa. Và bây giờ quý vị biết có 60 nhà bán lẻ lớn nhỏ ở trên khắp nước Mỹ bây giờ họ tuyên bố là họ sẽ tình nguyện đóng cửa. Mà trong đó quý vị có thể thấy là có rất là nhiều tên tuổi lớn, chẳng hạn như là Macy, chẳng hạn như là CK, chẳng hạn như là những cái nhãn hiệu mà rất là quen thuộc đối với người Việt Nam, chẳng hạn như là Uta Beauty hay là Bath and Body Works, những cái nhãn hiệu rất là nhiều, cái nhãn hiệu rất là nhiều nhà bán lẻ rất là quen thuộc, trong đó có Reebok hay là trong đó có Nike, thì thông báo là họ tự tình nguyện đóng cửa để giảm cái lây lan. Tức là những cái nhãn hiệu này, những nhà bán lẻ này họ ở những tiểu bang khác mà chưa có bị chế tài, chưa có những cái lệnh là shelter in place thì họ tình nguyện đóng cửa. Và trong khi đó một số như là Walmart thì bây giờ Walmart hay Target thì họ nằm trong cái mục là chợ, tức là họ cung cấp thực phẩm. Cho nên là ở California, ở miền Bắc California thì họ không có nằm trong cái diện là phải đóng cửa, nhưng mà Walmart trên toàn quốc thì họ đang cắt giảm giờ. Họ cắt giờ xuống để họ cho biết là để nhân viên họ có thêm thời gian dọn dẹp vệ sinh cái chợ, và thưa quý vị, đưa thêm hàng vào, bỏ hàng thêm hàng vào trên kệ. Và quý vị biết là người dân, rất là nhiều người dân ở miền Nam California bây giờ đối phó với cái tình trạng là khan hiếm hàng hóa bằng cách nào không quý vị? Tức là họ đi sang Mexico, Tijuana. Họ sang đây sắp hàng từ sáng sớm trước chợ Costco ở Mỹ để có thể mua nước uống, nước đóng chai, mua gạo, mua những cái thứ nhu yếu phẩm khác mà bây giờ đang trở thành nên rất là khan hiếm ở miền Nam California, mà không phải miền Nam California mà ở khắp mọi nơi trên California. Và có những người họ đi từ, chẳng hạn như có một người đi từ Fullerton ở quận Cam, rồi lái xe 2 tiếng đến một cái chợ Calimax ở Mexico để mua những cái món đồ mà họ cần thiết, và họ chất đầy cốp xe thưa quý vị. Và tình trạng này không phải là hiếm, mặc dù người ta bảo rằng là những người đó chia sẻ là lái xe vài tiếng đồng hồ để đi mua sắm những cái thực phẩm, đồ nhu yếu phẩm trong nhà không có dễ dàng gì, nhưng mà họ cũng phải ráng, cũng phải cố, bởi vì bây giờ thưa quý vị, tình trạng mà khan hàng nó rất là trở nên phổ biến. Và mặc dù nhà chức trách cho biết ngày hôm nay thì nhà chức trách cho biết là người dân không nên trữ thực phẩm quá một tuần, bởi vì cái lượng thực phẩm mà stock của liên bang có đầy đủ, các chợ họ có đầy đủ, nhưng mà họ không có đáp ứng được cái nhu cầu mà nhanh như vậy. Và quý vị biết khi mà quý vị chen lấn ra bên ngoài để đi chợ như vậy thì cái nguy cơ mà lây lan virus nó sẽ trở nên cao hơn. Thì đây cũng là một điều mà Hương Giang muốn nhắc nhở quý vị là cũng phải hết sức là cẩn trọng. Chúng ta đừng có, thưa quý vị, hãy dùng cái common sense, đừng lo thì nên lo. Cần thiết, tại vì bây giờ chúng ta shelter in place, chúng ta cần thiết là phải có một cái lượng đồ ăn dự trữ ở trong nhà khoảng 5 ngày một tuần thì được. Nhưng mà quý vị dự trữ, tại vì Hương Giang đi chợ, Hương Giang thấy có những người không biết gia đình họ lớn cỡ nào mà mua hàng bao gạo để giữ, và mua dầu ăn, mua nước mắm, mua rất là nhiều. Và bây giờ chợ Costco thì họ đã hạn chế, cả mấy ngày nay thì họ bắt đầu hạn chế là mỗi một mặt hàng chỉ mua được có 2, thưa cái con số là 2 mà thôi, chứ không có được mua nhiều. Và thưa quý vị, cái tình hình diễn biến corona này có lẽ là đây là cái lần đầu tiên mà người Mỹ rơi vào một trong cái tình trạng như vậy. Hương Giang có nói chuyện với một bà giáo đã nghỉ hưu, thì bà bảo rằng trong mấy chục năm làm giáo viên của bà chưa có bao giờ ở California mà trường học phải đóng cửa như vậy. Hoặc là Hương Giang cũng nói chuyện với nhiều người Mỹ, họ bảo rằng là nước Mỹ trải qua rất là nhiều cái thời kỳ suy thoái hay là những cái thời kỳ khó khăn, nhưng mà với cái tình trạng bây giờ thì họ chưa bao giờ trải qua. Chính vì vậy mà nó gây tâm lý bất an cho rất là nhiều người. Nhưng mà thưa quý vị, một lần nữa, panic hay là hoảng loạn, hoảng sợ, cuồng loạn thì nó không có giúp gì được cho chúng ta cả. Trước hết, một lần nữa chúng ta
Thưa quý vị, theo sự hướng dẫn của các chuyên viên y tế thì rửa tay, uống nước, lau chùi vệ sinh những cái bề mặt và xà bông sát khuẩn vẫn sử dụng được. Thưa quý vị, xà bông nếu mà quý vị rửa tay bằng xà bông sát khuẩn cùng với nước thì cũng có. Thưa quý vị, không có nhất thiết là chúng ta phải là trữ rất là nhiều cái lượng là hand sanitizer, tức là cái dung dịch rửa tay khô đó. Thưa quý vị, có rất là nhiều thông tin nhưng mà Hương Nhân không có đầy đủ thời gian để chia sẻ với quý vị. Mà quý vị biết có một cái bản tin mà đọc rất là, thưa quý vị, nó có thể thắp sáng cho Hương Nhân trong cái tình hình hiện nay. Đó là một bà cụ ở tiểu bang Massachusetts. Người này sống trong nhà dưỡng già. Và bà cụ vào ngày, thưa quý vị, mới đây bà cụ đã tổ chức cái sinh nhật 100 tuổi, thưa quý vị. Mà quý vị biết tổ chức sinh nhật như thế nào, tại vì Massachusetts hay là bất cứ ở nơi nào trên nước Mỹ hiện nay thì những cái nhà dưỡng lão, nhà dưỡng sinh, nhà già thì bây giờ là hết sức là cẩn trọng, bởi vì đây cái cư dân này là cái nhóm cư dân được xem là có nguy cơ cao nhất. Chính vì vậy bà cụ ở trong nhà dưỡng lão tổ chức, nhân viên y tế tổ chức cái sinh nhật 100, mà quý vị biết con cháu chắc hàng chục người đứng ở bên ngoài qua cửa kiến vẫy tay say happy birthday, và mặt của bà sáng rỡ và thưa quý vị rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Còn quý vị biết là trước đây, trong những ngày trước, Hương Nhân đã chia sẻ với quý vị là với cái tình trạng mà virus corona như vậy thì đã có rất là nhiều nhà hảo tâm. Mà quý vị biết có một cái nhà hàng quán bar tại tiểu bang Ohio đã có một cái thực khách tới đây. Cái bill của thực khách này chỉ có 30 đồng mà thôi. Mà cái bill để lại, người khách này đã để lại cái số tiền tip là 2.500 Mỹ Kim. 2.500 Mỹ Kim với một cái lời dặn dò là chia hết, chia đều ra cho tất cả các nhân viên tại đây. Tại vì quý vị biết cái lực lượng lao động mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với virus corona đó là những người làm công theo giờ, làm công ăn lương theo giờ, thì đây là cái lực lượng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng mà quý vị biết đó là ở Ohio, mới đây ở thành phố Houston, tiểu bang Texas đã có một thực khách, thưa quý vị, rất là hào phóng. Người này đã vào một cái tiệm phục vụ đồ ăn Mỹ ở Houston và đã để lại một cái số tiền tip là 9.400 tiền tip và cũng chia đều cho tất cả mọi nhân viên tại đây, thì toàn bộ nhân viên tại đây mỗi người có được một cái check là 300 Mỹ Kim, dặn dò là cái số tiền tip này có thể giúp mọi người đối phó trong những cái ngày khó khăn sắp tới. Thưa quý vị, nước Mỹ như Hương Giang chia sẻ quý vị vài tháng trước đây là theo thống kê là nằm trong danh sách đầu tiên, đứng hàng top đầu tiên là có lòng hào phóng rộng rãi. Mà trong khu Hương Giang ở, thưa quý vị, một cái thành phố nhỏ, một cái town toàn là người Mỹ trắng, và những cái cơ sở, một số rất là ít nhà hàng ở đây bị ảnh hưởng rất là nhiều, và đã có những người dân địa phương ở đây, thưa quý vị, họ cũng như vậy, họ đi ăn và họ để lại một cái số tiền tip lớn để giúp những người lao động tại những cái nhà hàng này. Và không đâu xa, ngay tại Fremont của Hương Giang cũng vậy. Và thưa quý vị, đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng và giữ gìn sức khỏe nha quý vị. Xin chào và xin hẹn gặp lại.